Kính thưa các thầy cô và anh chị đồng nghiệp đang theo dõi chương trình, thì tiếp theo cái bài báo cáo của tiến sĩ Trinh rất là đầy đủ về vai trò của phẫu thuật trong ung thư buồng trứng, thì bác sĩ Hòa xin phép được trình bày về vai trò của điều trị nội khoa trong ung thư buồng trứng. Kính thưa các thầy cô anh chị, thì ung thư buồng trứng nó vẫn là một cái gánh nặng rất lớn trong ung thư nói chung, do đa số các bệnh nhân ung thư buồng trứng thì được chẩn đoán ở giai đoạn muộn và cái tỷ lệ rất là cao, khoảng 70-80% những cái bệnh nhân sẽ tái phát tiến triển trong cái điều trị đầu tiên. Và khi mà bệnh nhân đã tái phát tiến triển trong cái lần điều trị đầu tiên rồi thì đa số các bệnh nhân sẽ tái phát trong các cái lần điều trị tiếp theo khi mà bệnh nhân đã bị tái phát. Đối với ung thư buồng trứng tái phát thì thường được chia ra làm hai cái nhóm, đấy những cái bệnh nhân mà tái phát trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ khi kết thúc điều trị cái chu kỳ hóa chất cuối cùng, thì là những cái nhóm bệnh nhân là kháng platin, và cái nhóm bệnh nhân này thì được cho là có tiên lượng rất là xấu và rất là kém đáp ứng với các điều trị hóa trị. Và cái nhóm bệnh nhân mà tái phát tính từ thời điểm trên 6 tháng từ sau khi kết thúc điều trị thì là cái nhóm được cho vào cái nhóm nhạy platin. Thì các nghiên cứu cho thấy thì sau khi điều trị bước 1 thì tầm khoảng 54,1% bệnh nhân tái phát sẽ thuộc là cái nhóm nhạy platin, còn khoảng 21% bệnh nhân ở cái nhóm kháng platin, và khoảng 24% bệnh nhân là sẽ được điều trị khỏi sau cái điều trị ban đầu. Về cái lược đồ, trên đây là cái lược đồ hướng dẫn điều trị của Hội đồng thuận ESMO EGO năm 2019. Thì người ta cũng chia ra khi mà bệnh nhân có tái phát, buồng trứng có tái phát di căn thì người ta chia ra các cái nhóm. Nếu mà bệnh nhân đã kháng platin thì gần như là có rất ít cái vai trò của phẫu thuật. Cái việc điều trị chủ yếu là hóa chất, các phác đồ không có platin và có thể là kết hợp thêm bevacizumab. Còn đối với cái nhóm bệnh nhân mà nhạy platin thì cũng giống như là cái bài trình bày của tiến sĩ Trinh, thì sẽ cân nhắc cái vai trò của phẫu thuật. Sau đó thì điều trị các cái phác đồ hóa chất trên nền tảng có platin kết hợp với cả bevacizumab nếu mà bệnh nhân có chỉ định. Và tiếp sau đó thì đối với cái nhóm bệnh nhân nhạy platin trong những cái năm gần đây thì có vai trò của việc điều trị duy trì sau cái điều trị hóa chất bước đầu tiên khi mà bệnh tái phát di căn. Tôi xin đi vào cái nhóm bệnh nhân mà tái phát nhạy platin, thì đối với cái nhóm này thì vai trò của phẫu thuật thì được thể hiện rất là rõ ràng qua các nghiên cứu mà tiến sĩ Trinh cũng đã trình bày ở trong cái phần trước. Về điều trị nội khoa thì cơ bản là vẫn là điều trị hóa trị kết hợp với trên nền tảng có platin và có hoặc không kết hợp với các cái thuốc ức chế vi mạch. Thì còn trong điều trị duy trì thì sẽ có vai trò của các cái thuốc ức chế vi mạch cũng như là ức chế kháng sinh mạch cũng như là các cái thuốc ức chế PAP, mà đặc biệt là trên cái nhóm bệnh nhân có đột biến gen BRCA1 hoặc 2. Với những cái nhóm bệnh nhân mà mình không thể dung nạp platin thì có thể là điều trị các cái hóa chất đơn trị, tuy nhiên thì cái tỷ lệ đáp ứng nó cũng thấp, nó tầm dao động tầm khoảng từ 30-50%. Và cái hóa trị phúc mạc liều cao thì cũng nhiệt độ cao thì cũng được nhắc đến trong một số các nghiên cứu, nhưng mà tuy nhiên cũng chưa được ứng dụng rộng rãi ở trong lâm sàng. Cái điều trị miễn dịch gần đây thì là cái thuốc pembrolizumab ấy, thì cũng được nghiên cứu và ứng dụng trong ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, tuy nhiên là ở các cái điều trị bước sau khi mà bệnh nhân có cái chỉ số TMB, tức là tỷ số cái nặng khối u lớn hơn 10, hoặc là bệnh nhân có xét nghiệm cả cái nhóm MSI-2. Các cái điều trị nội tiết ấy, thì hiện tại thì còn rất là ít các cái thử nghiệm lâm sàng, và các cái thử nghiệm ban đầu thì cho thấy là cũng không có nhiều hiệu quả đối với những bệnh nhân ung thư buồng trứng mà đã tái phát. Các cái thử nghiệm lâm sàng cho thấy là khi mà bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát mà vẫn còn nhạy với platin thì cái việc mà mình có điều trị kết hợp thêm platin với cả một cái hóa chất khác thì sẽ làm tăng cả sống thêm không bệnh, bệnh không tiến triển và sống thêm toàn bộ so với cả việc mà mình sử dụng hóa trị đơn thuần. Tuy nhiên thì cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó thì có thể trạng của bệnh nhân cũng như là bệnh nhân có thể dung nạp platin hay không. Chúng ta cũng biết là có một số lượng lớn bệnh nhân khi mà họ đã tiếp xúc với một số các chu kỳ platin thì họ có những cái phản ứng phản vệ rất là nặng và có thể là sẽ không tiếp tục có thể dung nạp được platin. Các cái hóa chất mà lựa chọn kết hợp cùng với platin thì chúng ta có thể lựa chọn paclitaxel kết hợp với cả carboplatin hoặc là các cái hóa chất khác, ví dụ như là liposoma doxorubicin hoặc là gemcitabine để kết hợp với cả carboplatin. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là cái độc tính của paclitaxel thì đa số là các cái độc tính lên thần kinh ngoại vi. Bệnh nhân có thể có những cái tê bì tay chân rất là nặng cũng như là
không thể tiếp tục dung nạp được paclitaxel cho các cái lần điều trị tiếp theo, thì lúc đó chúng ta có thể cân nhắc và lựa chọn các phác đồ khác, ví dụ như liposomadoso hoặc là gemcitabine. Về cái trung vị sống thêm bệnh không tiến triển, khi mà sử dụng các cái phác đồ kết hợp có platin này, nó dao động trong nó tầm khoảng 1 năm tùy nghiên cứu, từ 11,3 tháng cho đến 12 tháng. Còn các cái nghiên cứu sau này như là nghiên cứu Ocean, nghiên cứu GOG213 hoặc là nghiên cứu AGO-OVA thì vẫn là điều trị trên nền tảng platin kết hợp với gemcitabine hoặc là paclitaxel, thì nhưng mà có kết hợp thêm bevacizumab thì cái sống thêm bệnh không tiến triển trung vị nó có cao hơn được một chút. Một số nghiên cứu thì là nó sẽ được là 13,8 tháng so với cả các cái nhóm mà không có bevacizumab nó tầm khoảng 10 đến 11 tháng ạ. Và cái sống thêm toàn bộ thì cũng có xu hướng tăng lên ở những cái nhóm bệnh nhân mà có thể kết hợp với cả bevacizumab trong cái điều trị ban đầu khi mà bệnh nhân tái phát di căn. Đối với ung thư buồng trứng, cái nhóm nhạy platin này thì trong những năm gần đây như tôi đã nói là có thêm cái vai trò của cái điều trị duy trì. Cái điều trị duy trì này nó mới có trong các liều điều trị trong tầm khoảng 5 năm trở về đây. Và chúng ta thấy là sau khi mà bệnh nhân bị tái phát thì cũng nhạy platin thì cân nhắc phẫu thuật, sau đó là điều trị hóa chất. Thì thông thường nếu mà với cái điều trị kinh điển thì chỉ điều trị hóa chất một số đợt, ví dụ như là 6 đợt hoặc là 8 đợt cho đến khi mà bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn hoặc đáp ứng tối đa, sau đó thì sẽ dừng để theo dõi bệnh nhân. Tuy nhiên thì hiện tại thì những cái dữ liệu về điều trị duy trì cả bằng cái thuốc ức chế kháng sinh mạch bevacizumab hoặc là các cái thuốc ức chế PAP như là olaparib thì đạt được những cái thành tựu đáng kể trong cái việc điều trị duy trì cho bệnh nhân ung thư buồng trứng nhạy platin sau khi mà bệnh nhân đã được phẫu thuật và sau khi bệnh nhân đã được điều trị các cái hóa chất phác đồ ban đầu. Thì đối với trong các nghiên cứu thì chúng ta thấy là vai trò của bevacizumab thì đã được chứng minh kết hợp với cả hóa trị trên những cái bệnh nhân mà ung thư buồng trứng tái phát nhạy platin, thể hiện qua nghiên cứu Ocean, nghiên cứu GOG 2013, nghiên cứu thì kết quả của nghiên cứu Ocean thì cho thấy là có cái sự khác biệt khoảng 4 tháng về cái thời gian sống thêm bệnh không tiến triển có ý nghĩa thống kê, và trong nghiên cứu GOG 2013 thì cũng cho thấy là có sự khác biệt tầm khoảng 3,4 tháng hơn ở cái nhóm bệnh nhân có kết hợp bevacizumab so với cái nhóm mà bệnh nhân chỉ được điều trị hóa trị nền tảng platin đơn thuần. Và cái sống thêm toàn bộ thì nó cũng có xu hướng cao hơn ở những cái nhóm bệnh nhân mà có kết hợp thêm bevacizumab. Trong cái nghiên cứu GOG213 thì cái PFS là 14 tháng so với cả cái nhóm mà điều trị nguyên hóa chất là 10 tháng. Tuy nhiên thì ngược lại thì có cái nghiên cứu Mito 16B thì những cái bệnh nhân có kết hợp với cả bevacizumab so với cả hóa trị nền tảng platin đơn thuần thì cải thiện được PFS là 11,8 tháng so với 8 tháng ở cái nhóm mà chỉ điều trị hóa trị. Nhưng mà cái sự khác biệt về sống thêm toàn bộ thì là không có ý nghĩa thống kê. Cho nên là cái vai trò về sống thêm toàn bộ của tăng sống thêm toàn bộ của bevacizumab trên cái bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát nhạy platin thì nó còn chưa nhất quán. Tuy nhiên trong thực hành thì như chúng ta biết thì ung thư buồng trứng cũng rất là ít các cái phương pháp để điều trị cho bệnh nhân, các cái phác đồ nó rất là ít, cho nên là chúng tôi cũng thường giải thích cho bệnh nhân nếu mà bệnh nhân phù hợp về mặt bệnh học cũng như là bệnh nhân có thể có điều kiện chi trả thì chúng tôi cũng vẫn giải thích cho bệnh nhân điều trị kết hợp bevacizumab kết hợp với hóa trị ngay trong những cái lần tái phát đầu tiên. Vai trò của cái thuốc ức chế PAP olaparib thì nó có vai trò như nào trong cái điều trị duy trì sau khi mà bệnh nhân đã đạt được một cái đáp ứng sau khi trong cái điều trị sau cái điều trị hóa chất ban đầu. Thì có ba cái nghiên cứu lớn, thì trong cái nghiên cứu study này thì người ta lựa chọn những cái bệnh nhân bất kể cái tình trạng bệnh nhân có đột biến BRCA1 hay không, thì bệnh nhân tái phát và cái nhóm nhạy platin và có thể là bệnh nhân hoàn thành trên hai phác đồ hóa trị trước đó rồi và bệnh nhân đạt được đáp ứng một phần hoặc là bệnh ổn định sau khi mà điều trị với cả hóa trị ban đầu, thì bệnh nhân có thể được chia ngẫu nhiên làm hai nhóm có điều trị olaparib hoặc là bệnh nhân được điều trị bằng placebo, với tiêu chí chính của nghiên cứu này là thời gian sống thêm bệnh không tiến triển, tiêu chí phụ là OS cũng như là các cái tiêu chí về chất lượng cuộc sống và CA125. Thì các kết quả nghiên cứu này thì cho thấy là việc sử dụng duy trì thêm olaparib thì tăng được cái PFS là 8,4 tháng so với cái nhóm mà bệnh nhân sau điều trị hóa chất chỉ theo dõi đơn thuần là 4,8 tháng và cái sự khác biệt này thì có ý nghĩa thống kê. Sống thêm toàn bộ thì cũng có xu hướng tăng ở những cái bệnh nhân này bất kể cái tình trạng là bệnh nhân có đột biến BRCA hay không. Tiếp đó là một cái nghiên cứu solo, thì nghiên cứu này thì nó nhắm trúng hơn vào cái nhóm bệnh nhân mà
tái phát nhạy platin, nhưng mà bệnh nhân là có đột biến BRCA 1 hoặc 2. Thì những bệnh nhân này là những bệnh nhân mà cũng đã được hoàn thành hóa chất có platin, và bệnh nhân cũng đạt được đáp ứng hoàn toàn hoặc là đạt được đáp ứng hoặc là bệnh ổn định sau khi mà điều trị hóa chất. Thì bệnh nhân sẽ được duy trì olaparib liều 300 mg hoặc là theo dõi cũng với cái tiêu chí chính giống nghiên cứu trên là thời gian sống thêm, bệnh không tiến triển, tiêu chí phụ về OS, BFS2 và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy là hai cái đường cong nó rất là cách xa nhau. Đối với những cái bệnh nhân mà có đột biến BRCA sau khi mà đạt được hóa trị mà được duy trì bằng olaparib thì đạt được cái BFS là 19,1 tháng so với cái nhóm mà chỉ theo dõi đơn thuần được 5,5 tháng. Nhưng chúng ta thấy có thể là gấp gần 3 lần. Cũng là thực sự nó cũng là một cái sự thay đổi ngoạn mục trong cái điều trị ung thư buồng trứng. Tại vì trong khoảng 30 năm gần đây, gần như là ung thư buồng trứng chúng ta chỉ có hóa chất thôi, và khoảng 10 năm gần đây thì có thêm vai trò của bevacizumab, và khoảng vài năm gần đây thì có thêm vai trò của cái olaparib này, là cũng là một cái bước tiến vượt bậc, đặc biệt là những cái bệnh nhân ung thư buồng trứng mà có đột biến BRCA 1 với 2 và 2 là cái nhóm chiếm khoảng 20% trong ung thư buồng trứng, ung thư biểu mô buồng trứng nói chung. Cái sự khác biệt này thì về PFS này thì nó bất kể là bệnh nhân đã điều trị được mấy lai hóa chất có platin, có thể là 2 lai hay là 2 bước, 3 bước hay là 4 bước thì đều có hiệu quả của cái việc mà mình điều trị duy trì thêm olaparib so với cả đơn thuần. Thế thì tại vì những cái kết quả rất là ngoạn mục ở trên cái nhóm bệnh nhân có đột biến thì người ta cũng rất là có tham vọng, cũng như là có cái kết quả nghiên cứu study ban đầu ở cái nhóm bất kể tình trạng đột biến thì người ta cũng rất là tham vọng là olaparib cũng có thể có hiệu quả ở những cái bệnh nhân mà không có đột biến BRCA. Đấy là cái ý tưởng thiết kế nghiên cứu của cái nghiên cứu Opinion. Thì nghiên cứu này là những bệnh nhân mà tái phát nhạy platin cũng qua các cái bước điều trị ban đầu giống như là hóa chất ban đầu, và sau đó thì được duy trì bằng cái thuốc olaparib. Thì cái kết quả nghiên cứu này thì cái nghiên cứu này cũng mới thôi ạ, và họ mới có cái kết quả báo cáo ban đầu cái năm 2022. Thì kết quả thì cho thấy là cái tỷ lệ đáp ứng cao hơn, và cái PFS tại cái thời điểm mà 6 tháng là đạt được là 65%, và nghĩa là tại thời điểm 6 tháng thì 65% bệnh nhân vẫn ổn định, tại thời điểm 12 tháng thì 37% vẫn ổn định. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải đợi thêm các cái kết quả sau này để chúng ta có thể khẳng định được là liệu những bệnh nhân không có đột biến BRCA nhưng mà các thuốc chế PAP có hiệu quả hay không, thì chúng ta sẽ đợi thêm các kết quả nghiên cứu của nghiên cứu Opinion này. Chúng ta cũng thấy ví dụ như là thường là các báo cáo thì mình sẽ thấy vai trò của bevacizumab hoặc là vai trò của olaparib thì cái PFS nó cứ trung bình tầm khoảng trên dưới 1 năm đối với những cái bước điều trị đầu tiên, và đối với những bước sau thì nó có thể là thấp hơn. Nhưng mà chúng ta cũng cần xem lại những cái định nghĩa, tức là giống như kiểu các cái thuốc bevacizumab thì cái thời điểm mà để tính bắt đầu của PFS là từ khi bắt đầu điều trị hóa chất, mà điều trị hóa chất thì nó sẽ mất tầm khoảng 6 tháng. Còn các cái nghiên cứu về điều trị thuốc olaparib thì lại thường khi kết thúc hóa chất. Thế chính vì thế cho nên là cái mặc dù cái chỉ số tuyệt đối về tháng là mình thấy nó có thể tương tự như nhau, nó tầm khoảng trên dưới 1 năm, nhưng mà thực tế thì cái thời điểm mà người ta bắt đầu bệnh nhân vào nghiên cứu thì nó khác nhau. Thế chính vì thế cho nên là cái lợi ích của olaparib thực sự là nó vượt trội, đặc biệt là trên những nhóm bệnh nhân mà có đột biến BRCA 1-2. Chính vì những cái thành tựu đạt được thì trong các cái khuyến cáo quốc tế cũng như là khuyến cáo của Bộ Y tế thì những cái điều trị duy trì sau khi cái điều trị bắt đầu đã được cho vào trong các cái hướng dẫn điều trị, thì thông thường những cái bệnh nhân mà không có đột biến BRCA thì sẽ khuyến cáo được điều trị bằng bevacizumab nếu trước đấy bệnh nhân đã điều trị bevacizumab cùng với hóa trị. Còn nếu cái nhóm bệnh nhân mà không kết hợp bevacizumab với hóa trị từ đầu thì người ta cũng sẽ không có chỉ định duy trì bevacizumab. Hoặc là mình có thể lựa chọn các cái thuốc ức chế PAP bất kể cái tình trạng bệnh nhân có đột biến BRCA hay không, vì đây là những cái bệnh nhân mà đã tái phát. Cái hướng dẫn của ASCO cập nhật gần đây nhất thì cũng tương tự như vậy, người ta cũng cho phép là điều trị duy trì bằng các cái thuốc ức chế PAP hoặc là các cái thuốc ức chế kháng sinh mạch sau khi mà cái điều trị ban đầu bất kể cái tình trạng bệnh nhân có đột biến BRCA hay không. Và cái nghiên cứu của ESMO EGO thì cũng tương tự như vậy, và trong cái hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế năm 2020 thì chúng ta cũng đưa cả hai cái thuốc, cũng rất là cập nhật, đưa cả hai cái thuốc bevacizumab và các cái thuốc ức chế PAP trong cái điều trị duy trì cho bệnh nhân ung thư buồng trứng mà có nhạy platin.
Cũng như tôi đã nói ban đầu thì đấy là cái nhóm mà bệnh nhân có thể tiếp cận được, có thể có dung nạp được platelet. Còn những bệnh nhân mà không thể dung nạp được thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn các cái phác đồ điều trị khác như là etoposide uống, topotecan hoặc là liposoma doso, gemcitabine hoặc là nab-paclitaxel. Còn các cái điều trị về nội tiết thì cho tỷ lệ đáp ứng dưới 10% và PFS thì nó trung bình tầm khoảng được 3 tháng đến 6 tháng tùy các nghiên cứu. Cái điều trị hóa chất phúc mạc nhiệt độ cao thì cũng được báo cáo trong một số các nghiên cứu, nhưng mà thực tế lâm sàng thì chúng ta cũng chưa ứng dụng, và theo tôi được biết thì ở bệnh viện ca chúng tôi cũng chưa thực hiện cái kỹ thuật này. Nó còn sử dụng vào rất là nhiều yếu tố cũng như là cần phải theo dõi lâu dài hơn để có thể thấy được hiệu quả nổi trội của cái biện pháp này. Còn với cái nhóm mà kháng platin thì sao, thì tôi đã cũng đã nói từ ban đầu cái nhóm này thì là cái nhóm thực sự là có tiên lượng rất là xấu và kháng với cái phác đồ điều trị. Thì đối với cái nhóm kháng platin thì các nghiên cứu về vai trò của phẫu thuật lại gần như là không chứng minh được hiệu quả, mặc dù là cũng đã rất có rất nhiều nỗ lực để thực hiện các nghiên cứu. Còn vai trò hóa trị thì thường là sẽ sử dụng các cái thuốc không có platin vì bệnh nhân cũng đã kháng platin rồi. Thì các cái phác đồ cũng rất là kinh điển, mình có thể sử dụng liposoma doso, gemcitabine, paclitaxel, docetaxel hoặc etoposide, pemetrexed, nhưng mà cái tỷ lệ đáp ứng rất là thấp, từ khoảng từ 10 đến 20%. Như thế thì chúng ta cũng có thể thấy được là cái nhóm này thực sự là cái nhóm mà có tiên lượng rất là thấp. Thì cái việc mà kết hợp tembacizumab thì có hiệu quả hay không, thì các nghiên cứu thì chúng ta có một cái nghiên cứu là Aurelia, thì bệnh nhân có thể là cái nhóm kháng platin này có thể được điều trị hóa trị có hoặc không kết hợp với bevacizumab. Thì cái nghiên cứu này thì cũng cho thấy là có hiệu quả. Cái nhóm mà có kết hợp bevacizumab thì đạt PFS trung bình trung vị tầm khoảng 6,7 tháng. Cả so với cái nhóm mà hóa chất đơn thuần thì PFS trung vị chỉ đạt được 3,4 tháng thôi. Đấy, mặc dù có bevacizumab nhưng chúng ta thấy là cái PFS cũng đạt được một cái chỉ số thực sự nó là thấp. Chính vì thế cho nên là cũng hy vọng trong tương lai là có thể có các cái biện pháp gì tốt hơn để nhắm vào cái nhóm ung thư buồng trứng nhận kháng platin này, tại vì cái nhóm này nó cũng chiếm tỷ lệ tầm khoảng hơn 20%, nó cũng không phải là ít. Và một số các cái thuốc mới thì cũng được cho vào nghiên cứu, cũng đang được tiến hành nghiên cứu. Thứ nhất là cái thuốc liên hợp mà thuốc kháng thể thủ thể alpha, thì cái thuốc này thì đã chứng minh được thử nghiệm qua cái thử nghiệm lâm sàng Forward 1 trên hơn trên 366 bệnh nhân, thì cho thấy là có cái tỷ lệ đáp ứng cao hơn và có cái tỷ lệ CA125 thì giảm từ 53,5 xuống 25%. Tuy nhiên là cái thuốc mivatuzumab này thì cũng chưa có ở Việt Nam và hiện tại thì các nghiên cứu thì cũng chưa có nhiều ạ. Nhưng mà tuy nhiên cái thuốc này thì cũng đã được FDA phê duyệt từ tháng 11 năm 2022 cho một cái điều trị ung thư buồng trứng tái phát kháng platin. Tại vì như chúng ta biết là cái nhóm này tiên lượng rất là xấu và rất là ít phác đồ điều trị được cho nó. Ngoài ra thì các thuốc chế PAP thì cũng rất là nỗ lực để chứng minh được là mình có vai trò gì không trong cái việc mà điều trị trên những cái bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát platin. Thì có cái nghiên cứu CLIO này thì cho thấy cái kết quả ban đầu là có cái tỷ lệ đáp ứng là 13% so với cả 6%. Tuy nhiên thì đây là nghiên cứu thực hiện trên những cái bệnh nhân mà không có đột biến BRCA, tại vì những cái bệnh nhân có đột biến BRCA thì mình đã lựa chọn duy trì bằng cái thuốc olaparib rồi. Đấy thì tuy nhiên thì cái nghiên cứu này thì cũng mới là những cái báo cáo ban đầu và mình cần thêm các cái dữ liệu tiếp theo đó để xem là liệu các cái thuốc chế PAP nói riêng và olaparib nói chung và olaparib nói riêng thì có vai trò gì không trong cái việc mà điều trị ung thư buồng trứng tái phát kháng platin. Một số các cái trường hợp trong lâm sàng chúng ta thường gặp có thể là bệnh nhân tái phát mà rất là thường gặp, đấy là bệnh nhân đến khám lại định kỳ và có cái chỉ số CA125 tăng và bệnh nhân rất là lo ngại, họ muốn phải điều trị ngay, tại vì họ rất là sợ cái chỉ số máu tăng đó. Thì đối với rất nhiều bệnh nhân thì họ cũng biết là bệnh của họ đã quay lại rồi, nhưng mà tuy nhiên là các cái bằng chứng hiện tại cho thấy là nếu chúng ta đã đánh giá rất là kỹ và bệnh nhân chỉ có chỉ số CA125 tăng nhưng trên các xét nghiệm cận lâm sàng không có khối u tái phát, thì cái việc mà mình bắt đầu điều trị sớm cho bệnh nhân tại thời điểm đó thì nó cũng không tăng PFS cũng như không tăng OS cho bệnh nhân. Trong thời lâm sàng thì đa số chúng tôi sẽ cố gắng giải thích cho bệnh nhân là theo dõi cho đến khi mà mình có cái tổn thương để mình có thể điều trị và có cái tổn thương đích để mình theo dõi sau điều trị.
Nhưng mà tuy nhiên có một số trường hợp thì chúng tôi có thể sử dụng các cái liệu pháp điều trị nội tiết, ví dụ như là tamoxifen hoặc là letrozole, thì để điều trị trên những nhóm bệnh nhân này, vì một số các nghiên cứu thì cũng cho thấy là nó có thể đạt được cái PFS khoảng 3 tháng, và cũng là vì các cái vấn đề liên quan đến tâm lý của bệnh nhân nữa. Tôi xin đưa ra một cái số cái kết luận về báo cáo của tôi hôm nay, thì thứ nhất là sẽ cái tỷ lệ rất là cao, khoảng 80% bệnh nhân ung thư buồng trứng sẽ tái phát mặc dù đã có cái điều trị ban đầu rất là đầy đủ, và hóa trị và cộng với cả phẫu thuật thì sẽ là cái điều trị cơ bản cho những bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát mà nhạy platin. Đối với ung thư buồng trứng tái phát kháng platin thì vai trò chính của điều trị toàn thân và tiên lượng cũng còn rất là xấu, và cần thêm các cái thử nghiệm, các cái phương pháp mới để điều trị cho cái bệnh này. Và đối với những cái bệnh nhân mà đã đáp ứng với cả cái phác đồ platin ban đầu trong cái nhóm nhạy platin ấy, thì có vai trò của điều trị duy trì các cái thuốc ức chế PAP hoặc là cái thuốc bevacizumab. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn ạ.